Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn gián 2 giải giáp cấp liên tái 2017 giữa kỳ thủ Lại Lý Huynh và Tào Nhâm Lỗi. Mời các bạn theo dõi.
Trang Quyên. Trang Quyên. Trang Quyên. Trang Quyên. Tới đây, Win buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.